hôm nay mình sẽ chơi cúc á. À, em hình cô bé ăn nè, chi cá nè, có một cái đu nè và một cái áo và một cái tóc. Hôm nay là bạn Mon sẽ làm tranh cúc áo đúng không? Dạ. Tranh cúc áo là cô bé này là cô bé làm tiên cá đúng chưa? Có mái tóc màu cam nè. Bạn Mon có thích không? Thích. Còn nếu như bạn Mon mà dán cúc áo hình đẹp thì sao? Nha, ký hộ Mon. Các bạn ơi nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bạn Mon nhé. Nếu thấy bạn Mon là làm tranh cúc áo khéo tay đẹp. Rồi. Rồi bạn Mon chuẩn bị xong chưa? Không. Giờ bạn Mon tháo ra đi. Dạ. Kẹt. Kẹt rồi. Lấy ra con, lấy ra từ từ đúng rồi. Đây là bức tranh của bạn Mon và những cái cúc áo. Bạn Mon chọn màu nào chứ? Màu cam ha. Màu cam là mình sử dụng cho tóc nè. Bạn Mon để lên đây rồi mình gỡ ra đi. Mình dán ra. Bạn Mon rất thích cái cúc áo nè. Cúc áo này là bạn Mon làm tự làm nè. Không cần mẹ trợ giúp nè. Đúng rồi. Cái này có phần keo. Dễ dọn. Có keo dính ha. Mẹ cho dính vậy thôi chứ không. Có dính cho cái mấy cái vòng cơ. Con cam dài luôn. Gỡ ra. Cái nào mà nó dính hai cái rồi mình bỏ buông cái kia xuống đi. Mình gỡ hai cái nút ra. Đúng rồi. Để xem tác phẩm của bạn Mon hôm nay ha. Coi tranh cúc áo bạn Mon dán là có khéo không nha các bạn. Dạ. Mái tóc của nàng tiên cá màu cam. Áo thì màu hồng hả? Cái đuôi cá thì màu xanh. Cái đuôi này thì màu đỏ hả? Dạ. Màu hồng thì màu đỏ. Rồi, tiếp theo là màu gì bạn Mon? Màu vàng đi, màu đỏ hả? Cái đuôi trước hả? Rồi, cái đuôi đi. Mon dán cái đuôi nha, cái đuôi của nàng tiên cá. Rồi sẽ có những cái nút màu đỏ gắn vào. Mon cũng khéo tay lắm nha các bạn. Dán là khéo lắm đây. Rồi đến màu gì bạn Mon? Màu vàng đi ha. Màu xanh hả? À? Lần nào mẹ chọn màu bạn Mon cũng ngược với mẹ hết trơn ta. Mon dán đi. Mẹ nói màu vàng cái bạn Mon lấy màu đỏ. Mẹ nói bạn Mon lấy màu vàng cái bạn Mon lấy màu xanh. Đây màu xanh đây. Đúng rồi. Màu xanh bạn Mon sẽ dán từ những cái chỗ màu xanh này nè. Đây nè. Đúng rồi. Rồi con cá này nè. Con cá này con cá gì đây? Cá lóc không không? Cá lóc với chép chém mình kẹp mát luôn. Đây nữa nè, ngồi một cái nút vàng nữa nè. Đẹp quá. Rồi còn hàng nút mình đã xong. Rồi còn 3 nút nữa là xong, 2 nút nữa. Rồi
rồi còn cái nơ ha, hai sợi dây nơ nữa ha. Thành chưa nào? Xong rồi đúng chưa? Đây nàng tiên cá, nàng tiên cá có mái tóc màu cam của Bông Mon là xong rồi. Đây là tác phẩm của Bông Mon đây. Rồi sao Bông Mon? Chào tạm biệt các bạn, gặp lại nàng sao bye bye. Xin mời các nhớ ký hộ Mon nha nhé. Các bạn ơi, các bạn nếu thấy Bông Mon đính các cúc áo đẹp và bức tranh đẹp thì bạn Mon, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bạn Mon nha, nhớ like và đăng ký cho bạn Mon nha.